tại mình quen rồi, đi cầm con dao lấy bánh là đụng đến đâu là nó kêu đến đó. Yeah. Để tạo cho một cái âm nhạc cho mình riêng để nhanh. Yeah, cái này là tạo niềm vui. Tạo để tốc độ để làm nhanh á. Yeah. Nhanh thì nó đôi khi nó cũng mệt. Yeah. Nhưng mà mình cũng phải tốc độ để làm cho nó vui và nó nhanh, bánh nó ngon. Món bánh này là món bánh kẹp mềm. Bánh kẹp trước bếp. Đây thì mình đổ bằng than, nhưng mà bây giờ mình dùng thủ bằng xăng công nghiệp, nó xăng điện nó sạch sẽ. Yeah. Nó vệ sinh, nó đẹp. Còn mình chưa chuyển được các cái món bánh này sang công nghiệp được, phải từ từ. Món thủ công thì nướng bằng than bao giờ nó cũng ngon. Vì sao một mình anh mà đủ rất là nhiều khuôn bánh này. Qua bên đây. Nay giá cả mình bán làm sao rồi anh? Một ổ lớn là 40, còn cái loại nhỏ nhỏ thì 8.000 một cái. Yeah. Một ổ này cắt ra làm tư thì 10.000 một gốc. Giá bình dân mà. Dạ. Yeah. Đa số 8-9.000, 10.000. Qua là cái mùi hương. Nếu mọi người mà ăn bánh mà thấy cái hương liệu mà thấy mùi thơm nồng nặc á là mọi người nên gần á. Dạ. Yeah. Mình không phải là mình chia sẻ cái này không phải là để cho mình bán được hàng hay là bán mua bánh của mình đâu. Yeah. Đó là nói thật, mình bán hàng thẳng thắn lắm. Thế nhưng mà cái khẩu vị mà hương liệu thơm quá. Yeah. Là không bao giờ cái trứng nó tạo được thơm như vậy được. Dạ. Yeah. Thế không bao giờ làm được. Đó là cái chất hương liệu của cái dùng để làm bánh. Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, sáng ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại đường Âu Cơ quý vị ạ. Ở đây cách ngã ba Âu Cơ Trường Chinh khoảng tầm 15-20m thôi quý vị ạ. Thì ở nơi đây nè có quán bánh nướng Trung Úc. Nếu mà quý vị nào mà từng xem YouTube về ẩm thực nhiều á, thì chắc chắn quý vị cũng sẽ không xa lạ gì với anh ở đây rồi. Tại vì cách đây khoảng 3-4 năm trước á, thì anh đã từng bán ở một cái vị trí khác, và chính xác là ở trên cầu Tham Lương quý vị. Thì nay anh mở thêm một chi nhánh ở nơi đây. Hôm bữa chúng ta đi ngang qua đây gặp trời mưa á, thấy bánh ngon quá ghé vào mua, không ngờ là gặp chính anh luôn. Thì hỏi ra mới biết hiện nay á, cái địa chỉ mà ở trên cầu Tham Lương là đề từ của anh bán, còn anh chuyển về nơi đây quý vị ạ. Ở đây thì anh có một biệt tài quý vị, vừa làm bánh mà giống như là đang chơi nhạc vậy đó. Đó quý vị nghe không, nghe tiếng đà ha. Đây là đến sớm nên anh cũng vừa mới dọn ra luôn, chuẩn bị đổ bánh luôn, tất cả mọi thứ ở nơi đây đó. Mới dọn ra hết quý vị, đang lau dọn nè. Hình như khi về một cái địa điểm mới này quý vị, thì chúng ta thấy anh có vẻ là bán nhiều loại bánh hơn trước. Thì tí nữa có gì mình sẽ hỏi thăm anh nha. Đấy. Đi qua bên đây trước quý vị ạ. Ô em chào anh nha. Chào em nha. Dạ. Yeah. Lâu quá mới gặp lại anh nhau luôn. Quá. Yeah. Chắc cũng phải 3-4 năm trước anh ha. Dạ đúng rồi, là 2010 mấy, 16, 17 là họ. Mà anh chuyển về mở thêm ở dưới đây là lâu chưa? Anh mở thêm dưới đây là lâu chưa? Anh mở thêm nay nữa được 6 tháng tròn rồi. À 6 tháng. Dạ. Tại Phú Tha cũng ít đi con đường này quý vị ạ. Hôm bữa gặp trời mưa vào mua bánh ăn, không ngờ thì gặp anh bán ở đây. Dạ. Hình như anh xuống đây là anh bán thêm nhiều loại bánh hơn phải không? Tăng cường thêm, làm thêm được nhiều món hơn. Dạ. Có thời gian để mình làm các loại bánh khác. Yeah. Nó có cái mặt bằng, nó mọi thứ nó đặt máy móc nó dễ hơn. Món bánh này là món bánh kẹp mềm. Bánh kẹp trước mềm. Đây thì mình đổ bằng than, nhưng mà bây giờ mình dùng thủ bằng xăng công nghiệp, nó xăng điện nó sạch sẽ. Yeah. Nó vệ sinh, nó đẹp. Còn mình chưa chuyển được các cái món bánh này sang công nghiệp được, phải từ từ. Món thủ công thì nướng bằng than bao giờ nó cũng ngon. Quý vị xem một mình anh mà đủ rất là nhiều khuôn bánh này. Qua bên đây. Có
công tác chuẩn bị buổi sáng là của nó là như vậy đấy. Dạ. Tất cả mọi thứ là... Ở đây là anh bán nguyên ngày luôn hả? À, anh bán từ bắt đầu giờ này đến 8 giờ tối, có thể là 9 giờ. Dạ. Tùy theo bữa, bán chạy hàng hay đắt hàng. Dạ. Như vậy thì quý vị đi ngang qua đây cả ngày nhé. Dạ, đúng giờ rồi. Nào mà quý vị muốn ăn bánh thì cứ ghé vào đây. Ở địa chỉ là 1100 đường Âu Cơ quý vị ạ. À, 1100 Âu Cơ, dạ. Phường 14 quận Tân Bình. Dạ. Ngay góc ngã ba đường Trường Chinh với lại Âu Cơ luôn. Ngay đèn xanh đèn đỏ. Mọi người ai ăn bánh thì ghé lại ủng hộ. Thưởng thức ủng hộ Trung Út với dạ. lại những món bánh cổ truyền của Việt Nam. Ở trên kia thì anh vẫn còn bán nhưng mà ở trên kia thì để cho đứa em nó bán. Yeah. Sáng nha làm hàng xong rồi chở hàng lên đấy. À, nghĩa là cũng chuẩn bị từ ở đây luôn. Dạ, sau đó chuyển lên đó bán. Vận chuyển lên trên đó cho em bán, còn có lính nữa thì Trung sẽ cấy thêm điểm mới, tạo thêm cho mọi người có công ăn việc làm. Nhưng mà ai làm cái nghề này thì phải yêu nghề, phải chịu khó. Còn nếu không chịu khó là không làm được. Phải đam mê rồi chịu cực. Cực lắm. Chịu cực. Nó nóng. Có là mấy cái cuông qua thấy cũng nặng đó. Này thấy cơ bắp của anh là biết rồi đó. 6 kg. Dạ, ngày nào cũng lắc. Lắc dần dần nó 6 kg nhiều lắm. Dạ. Bột này anh pha sẵn rồi. Đây bây giờ qua đây. Làm như vậy giống chạy xô vậy đó. Dạ, làm như chạy xô vậy đó. Dạ. Về đây 6 tháng rồi thì thấy cái lượng khách ở dưới đây như thế nào anh? Ờ, nó cũng tạm ổn em. Vì Trung Út đã nay nữa gần 30 năm rồi. Dạ. Lấy mấy hộp em? Dạ. Con ăn bánh này không? Đây. Này là nấu khuôn. Dạ, cho cái khuôn nóng hả? Nóng. Bánh bông lan hả? Nay con đổi món hả? Ờ, 26. Thế chú 25 đi. Rồi, cảm ơn bố con. Đây, bên đây chính rồi nè. Nóng. Nay giá cả mình bán làm sao rồi anh? À, một ổ lớn là 40, còn cái loại nhỏ nhỏ thì 8.000 một cái. Yeah. Một ổ này cắt ra làm tư thì 10.000 một gốc. Giá bình dân mà. Yeah. Đa số 8-9.000, 10.000. Đây, dừa. Thế anh bỏ nhiều ha. Cũng căn với độ ngọt nên là không dám bỏ ít mà không dám bỏ nhiều. Nhiều quá nó có ngọt quá không được. Yeah. Tùy theo cái hôm nào mà làm nhân nó đủ độ vừa ngọt thì làm vừa. Thơm quá. Ha ha.
Ngày nào anh Trung làm vậy là khỏi tập thể dục gì đúng cả rồi. Luôn á. Mà người lúc nào cũng khỏe nha. Làm quý vị thấy là chạy nhiều vậy chứ thật ra là làm càng khỏe. Nó nghỉ một vài ngày như vừa rồi đây nghỉ lễ này. Nghỉ mấy ngày sau có làm lại, ngày qua cũng mệt. Tại nó giã cái xương cốt. Nghỉ xong làm lại là mệt lắm. Ngày nào cũng làm là thấy nó khỏe. Bên đây là bánh bò. Này phải tráng khuôn. Dạ, tráng khuôn. Nấu khuôn, tráng khuôn xong rồi mới đổ được. Ở đây thì quán của anh có diện tích nó rộng quý vị nên tất cả mọi thứ ở đây thoải mái. Dạ, qua thấy anh chạy đến chạy lui thoải mái lắm. Nhưng mà mình không để cho những cái bếp này gần nhau được hả anh? Dạ, nó phải cách xa ra, có nóng quá. À, gần nhau nó nóng quá hả? Nóng, nóng nhiệt độ cao. Dạ. Dạ. Này, chung phải tráng khuôn, bỏ cái này đi. Dạ, tráng khuôn. Tráng để bỏ cái lượt này đi. Dạ. Nó dơ. Em ăn gì em? Bò dừa có rồi con. Một ổ thì 40 ạ. Cắt ra luôn nha em. Đẹp ghê hả? Bánh kẹp hả? Ok. Đó, miếng như vậy là 10 nghìn đó quý vị ạ. 10 ngàn một góc. Dạ. Yeah. Một đổ là 40 đó. Mai mốt là trên mỗi cái hộp là dán tên anh vào luôn. Hả? À, chung thì cũng không, cũng cố gắng làm cho cái thời mình còn làm được thì thôi thì kệ. Cũng không hy vọng lớn lắm, bình thường. Ở 50 em. Còn đến cái sau này con cái thì không biết có làm cho không. Đấy thương hiệu. Sáng nay ăn gì chưa anh? Dạ. Sáng ăn gì chưa anh? À, chưa. Thấy anh lúc nào cũng đầy tràn đầy năng lượng á. Mặc dù buổi sáng chưa ăn cơm. Chưa ăn gì nhưng đến mà... Đến 9-10 giờ mới được ăn sáng đấy. Dạ, nghĩa là làm xong... 9 giờ xong công việc chuẩn bị cho cái dạ. Công tác buổi sáng cho em đi bán ngoài kia. Dạ. Nên mới ăn sáng được. Chị lấy cho em cái kéo chị ơi. À đây rồi, đây rồi. Cắt bỏ những cái thừa đi. Khách mua khoai mì mà không có. Dạ. Khách bóng còi.
Khoai mì giờ này chưa nướng được. Đó, cái lớp đầu tiên cái này phải bỏ đi. Dạ, bỏ đi. Tráng vuông sáng ra phải vệ sinh như vậy. Ở đây anh chỉ có một loại duy nhất là trắng này thôi chứ không có dứa gì hết đúng không anh? À, anh có làm lá dứa nhưng mà không đủ thời gian để làm việc. À, xay lá dứa rồi làm đậu nhân, đậu xanh, đậu đỏ. Vừa rồi anh có làm mọi thứ nhưng mà nhân dừa vẫn là chủ ý. Dạ, chủ trong đạo. Cái chính nhất là tất cả mọi người đều ăn nhân dừa. Còn này là bánh bò sữa. Dạ, bánh bò sữa. Tính ra như vậy mình bán ở đây thì mưa nắng nó cũng sướng hơn ha anh ha? Dạ, nó không đỡ cực em. Chứ nếu anh bán ở ngoài giống như lúc trước mà bán ở bên cầu Tham Lương thì bây giờ đứa em nó ở bên đó nó cũng cực kìa. Dạ, cực. Không giống anh vậy. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà lúc nào cũng vậy anh ha, phải cực trước sướng sau ha. Chính xác. Khổ trước sướng sau chứ khổ có đâu ra sướng mà sướng liền ha. Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Dạ. Không, một ngày chúng đốt biết bao cả lò, mới làm đã đốt bao nhiêu cả lò. Toát mùi ướt hết nè. Mới làm đã đốt bao nhiêu cả lò. Dạ. Đôi khi khách hàng người ta nhìn thấy tôi Trung Út làm như thế này, người ta cứ tưởng là sao mà loay choay. Nếu Trung Út không quay tôi kịp thì nó sẽ cháy bánh hết luôn. Dạ. Nên là phải nhanh. Cái tác phẩm của mình là phải nhanh. Dạ. Đó. Nếu một người nào hiểu, nhưng mà làm nghề này thì đã là đường phố thì phải yêu. Mà đã yêu thì phải có một cái gì của cái đường phố. Dạ. Đấy. Gọi là mình đã đường phong phố cách rồi đó. Những cái loại bánh này á, thường là một ngày anh bán được nhiều nhất là cái loại bánh nào anh? Bây giờ nó bình bình hết à. Nói chung là mỗi thứ vài có cái vài trăm, có cái trăm, hai trăm, tùy. Yeah. Nói chung là khoai mì thường xưa ngày xưa là bán được nhiều nhưng mà dạo này bán nó cũng chậm rồi. Yeah. Nó không như ngày xưa nó không có công nghệ mạng á. Bốn mạng từ ngày có app đến giờ là mọi thứ là nó giảm lại cho mình. Yeah. Vì người ta ăn uống là người ta lựa chọn trên cái không gian mạng. Yeah. Nên là ủa, cái ở đây anh có app không? Có, anh có 2, 3, 4 app. App 3, gì, app gì ạ? App Giáp và Giáp với lại Shopee thôi, là hai app đó là bán được thôi. Còn tất cả app kia khó, không bán được. Vậy là lên Gò Bánh Trung Úc hả? Cho bánh nướng Trung Úc. Nhưng bánh mà, nướng Trung Úc? Trung CH. Dạ, Trung CH. Trung Chờ không Chó là... Không phải là Trờ đúng không em? Chờ Chó. Dạ, Trung CH. Như vậy thì cũng tiện quý vị ạ, quý vị nào mà không đến đây được thì cứ lên đó đặt. Còn ai mà muốn yêu nghề giống Trung Út thì học nghề làm bánh Trung Út đào tạo tới nơi từ A đến Á, xe cuông mọi thứ cho mọi người, để lại cho mọi người có một công ăn việc làm giống như Trung Út đang làm. Nếu một người yêu nghề. Nhưng mà yêu nghề với học nha, không học mất tiền là uổng. Nghĩa là ở đây anh có những đào tạo dạy nghề, nên quý vị nào mà yêu cái nghề này thì có thể liên hệ với anh. Cái số điện thoại ở trên bảng đây đúng không anh? Trên bảng nó bị thiếu số em ạ. Thiếu người, số hả? Hàng em thấy ngắn quá. Cái người làm quảng cáo nó làm thiếu cho anh. Đồ. Nhưng mà anh không để vậy luôn, anh không thay. Ủa, nó anh để lại rồi sao người ta gọi cho anh? Gọi thì người ta sẽ gọi bằng cái trên nó bị nó mất số, thiếu số. Vậy là số đây hả? Đúng rồi. Và đây chúng ta quay ở trên chúng ta thấy cũng lạ không vậy ạ? 0902 440 568. Đó, số điện thoại của anh á, quý vị nào mà mình có nhu cầu học nghề thì mình liên hệ với anh, thì có gì mình trao đổi nhiều hơn, trao đổi trực tiếp với anh. Trực tiếp luôn. Dạ. Một khi mình đã yêu nghề mình sẽ gặp trực tiếp và trao đổi công việc luôn. Dạ.
Chứ còn cuộc đời thì cái nghề này mình muốn để lại cho ở Sài Gòn. Ví dụ sau này Trung Hút không làm nữa thì mọi người cũng có một cái công việc làm, rồi cái Sài Gòn nó có duy trì mãi mãi trong cái nghề bánh. Dạ. Nay thấy hình như anh đầu tư máy đánh tự động hết luôn phải không? Dạ đúng rồi. Tất cả mọi thứ máy làm hết rồi. Ngày xưa là chắc anh đánh bằng tay hả? Giã bằng tay. Dạ. Và xã chung là giã 90kg quay mì bằng tay. Bây giờ hiện tại cái xương này này, hai cái xương này lổi ra. Dạ, giã nhiều quá mà. Bây giờ có máy cũng được rồi. Tôi thì thấy chung làm như vậy mọi người cũng đam mê lắm, nhưng mà đụng vô công việc là nó cực, nhưng mà cực thì cực, nhưng mà mình vui với công việc tự do. Cho nó đều, cái bánh nó mới đều. Dạ. Nên anh không để than trên đây nữa hả? À, có cũng được mà không có cũng được. À dạ. Có thì nó nhanh chín hơn đúng không anh? Đúng rồi. Tại anh chưa đưa lên nữa. Đánh ra cho đều. Anh giống như là ba đầu sáu tay vậy đó. Cái này thì phải cho bơ. Hai cái bơ. Kia không cần anh hả? Mấy cái kia thì lâu lâu phải lau bơ. À. Còn lau nhiều cái bánh nó không đẹp. Dạ. Nó tùy theo loại. Loại thì dùng dầu, dầu với bơ thôi, bơ thường ăn thực vật đấy. Dạ. Anh Trung có chơi TikTok hay Facebook gì không? Có phải tức bánh nướng Trung Út á. À dạ. Dạ Zalo. Bao nhiêu người follow rồi anh? À, follow thì nói chung thì cũng đâu có 5 người, gần 5.000 bạn ở trên Facebook gì đó. Dạ. Dạ. Có 4.000 mấy. Vì nào mà mình thích xem anh làm bánh mỗi ngày á thì mình có thể theo dõi anh. À, kết bạn với bánh nướng Trung Út. Dạ. Trung Út đi đâu cũng live stream hết á. Dạ đó. Đôi lúc mình cũng phải đam mê tìm niềm vui. Đúng rồi. Cũng như là chia sẻ những cái gì mà mình biết được á để khán giả xem. Tại mình quen rồi, đi cầm con dao lấy bánh là đụng đến đâu là nó kêu lên đó. Dạ. Để tạo cho một cái âm nhạc cho mình. Dạ. Riêng để nhanh. Dạ, cái này là tạo niềm vui của mình. Tạo để tốc độ để làm nhanh á. Dạ. Nhanh thì nó đôi khi nó cũng mệt. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải tốc độ để làm cho nó vui và nó nhanh, bánh nó ngon.
giống như mình đam mê mình nấu nướng vậy đó, bánh cái hoặc cái nấu ăn này thì nó ngon hơn. Còn đôi khi mình mà buồn đó là nó buồn theo luôn đó. Dạ đúng rồi. Hôm bữa em có quay một anh trai anh Trúng. Dạ. Cũng đồ bánh xèo nhưng mà anh cũng kiểu nghề xì lắm. Cũng hay xoay cái vá cái này nè. Mà xoay điêu liền lắm. À. Xoay à, kiểu như là vô một không vậy á. Vô tôn người không. Dạ đúng rồi đúng rồi. Xong cái nhiều bạn cũng nói nhưng mà chắc là nhiều khán giả không hiểu á. À. Kiểu đôi lúc anh cũng muốn tìm cái gì đó niềm vui trong cái công việc. Đúng rồi. Dạ để cho cái công việc nó không bị nhàm chán. Chứ không phải là người ta có cái sĩ trong nó mà dạ. Người ta làm như vậy. Không để phải là người ta cố tình biểu diễn hay là cái gì cả. Nhưng mà hàng ngày như vậy là anh ấy nó thích quen. Làm như vậy rồi. Nó dạ. Quen theo cái thói quen dạ. Của cái cách làm. Dạ. Nhiều khán giả không hiểu. Không vui mà mọi kia. Người, nói chung là trên khán giả thì tất cả mọi người, cộng đồng mạng thì khán giả thì cứ bình luận những cái niềm vui cho tất cả dạ. Mọi người là ok. Dạ. Là cuộc sống rất bình an và hạnh phúc dạ. Trong cuộc sống. Dạ. Niềm vui là đem đến cho tất cả mọi người. Dạ, thì mình xem vui rồi đó cũng là niềm vui của anh nữa. Dạ. Nên quý vị mình xem vui vẻ thôi. Cái máy này mua nhiều tiền không anh Trung? Cái máy này khoảng 4 triệu em ạ. Dạ, 4 triệu thôi. 4 triệu là có cái máy nữa. Cái này em thấy anh Trung pha mà cũng không phải là quá nhiều cái mùi hương anh Trung. Em vào ở trong siêu thị á, em đi siêu thị em thấy người ta làm những cái bánh này nè mà người ta bỏ đó. Mùi hương gì mà nó nhiều lắm. Cái này của anh là chỉ dùng trứng, sữa tươi, sữa đặc, vậy thôi. Chứ còn không dùng hương liệu, tất cả mọi thứ không dùng hương liệu, không dùng chất bảo quản. Đó là cái bánh thủ công của mình từ xưa đến nay. Mà 30, 20 năm, gần 30 năm khách hàng ăn lại vẫn như cũ cái khẩu vị như thế. Yeah. Đó. Này, những cái máy này quý vị, bữa nay quý vị đi siêu thị quý vị gặp nhiều lắm. Nhưng mà ở trong đó thì quý vị thấy mỗi lần đi ngang qua là cái mùi hương. Nếu mọi người mà ăn bánh mà thấy cái hương liệu mà thấy mùi thơm nồng nặc á, là mọi người nên cẩn thận. Yeah. Mình không phải là mình chia sẻ cái này không phải là để cho mình bán được hàng hay là bán mua bánh của mình đâu. Yeah. Đó là nói thật mình bán hàng thẳng thắn lắm. Đấy, nhưng mà cái khẩu vị mà hương liệu á, thơm quá là không bao giờ cái trứng nó tạo được thơm như vậy được. Đấy, không bao giờ làm được. Đó là cái chất hương liệu có cái dùng để làm bánh. Nó thơm quá. Trùng mấy tháng này bị khan tiếng. Xong anh Trung lấy cho em 10 thứ 10 cái luôn nha. Ok. Ủa hôm trước em mà về em ăn ngon thấy được không? Dạ ngon quá trời luôn. Ngon hả? Dạ. Chắc bụng em đói đó. Dạ. Gặp trời mưa nóng nóng nó ăn ngon. Đúng rồi. Anh bỏ dừa quá trời luôn á. Tại dừa hôm nay không đủ độ ngọt mấy á. À, đúng rồi. Vì trung căn cái độ ngọt dừa và cái độ bột. Dạ. Anh Trung lấy cho em thử cái luôn ha. Ok em. Dạ. Cái này là 40. Đó. Bây giờ có 3 loại, lấy cho em 3 loại đi ha. Dạ, lấy 3 loại đi. Nãy quý vị thấy ở trên tù chưa có gì mà bây giờ bắt đầu có nhiều bánh rồi đó.
này buổi sáng với buổi chiều là buổi nào bán được hơn buổi anh? Chiều em ạ. Buổi chiều học sinh chiều. Học về rồi đó. Dạ đúng rồi. Đó, ở như nghe ngoài cầu Tam Lương như trước đây, ngoài kia đến buổi chiều là khách nó phải vây xung quanh. Dạ. Nó vây xung quanh mà lắm nó khi làm nó cũng đuối. Còn ngày xưa Trung thì ở trên Nguyễn Thái Bình 20 mấy năm trên kia, Trung để lại cho đứa cháu trên đó rồi. Còn Trung về đây Trung kinh doanh trên dạ. ngoài quốc lộ. Rồi quý vị ơi, nếu mà quý vị nào mà mình thích những cái loại bánh của anh Trung ha, thì mình ghé ở địa chỉ là 1100 đường Âu Cơ nha, quận Tân Bình đó anh. Phường 14 quận Tân Bình. Phường 14 quận Tân Bình. Ở đây thì anh vui vẻ nhiệt tình lắm, mới có rất là nhiều loại bánh. Bữa chúng ta có ăn rồi đây nè, giá này hồi nãy hỏi anh nhưng mà chưa có hết thì quý vị có thể tham khảo giá ở đây nha. Bánh bò sữa 15. Cái này mình có thay đổi gì không anh? Dạ, không ạ. Dạ, y chang như ở đây ha. Dạ đúng rồi. Dạ đó. 5.000, 15.000, 8.000, 10.000, 25.000. Anh vui vẻ nhiệt tình lắm. Ngoài ra nếu mà quý vị nào mà mình ê, mọi người lại thì... đây mua bánh là được cười đấy nha. Dạ. Cười ăn bánh mới ngon nha. Dạ. Thế anh vui vẻ nhiệt tình ghê. Kiểu gì Trung Út cũng ghẹo chưa? Dạ. Càng đẹp Trung Út càng ghẹo nha. Trung Út phải học giống Thi Thi á. Thi Thi là người nổi tiếng hay lắm. Trung Út đang học giống Thi Thi. Mọi người học cách kinh doanh giống Thi Thi á. Chuẩn lắm. Ai anh ai? Thi Thi. Tây Thi. Thi Thi. Thi Thi. Là đủ á. À Thi Thi bán đồ đủ. Đúng rồi. Dạ dạ. Thi Thi. Đang nổi tiếng lắm đấy. Dạ. Mê lắm nhưng mà một ngày nào đó Trung Út sẽ tới đó. Dạ. Tới đó và ăn để thưởng thức và được chiêm ngưỡng những cái cảnh làm buôn bán của Thi Thi. Dạ, cũng như là mình học hỏi thêm kinh nghiệm. Đúng rồi. Dạ. Người đi sau hơn Trung nhưng mà lại thành công. Dạ, gấp vạn Trung, hàng ngàn dạ. Trung. Dạ đúng mình rồi. Mình chờ cái chỗ đó. Dạ. Rồi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Vina TV nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.